kính chào quý giả trở lại với chương trình Sức khỏe tâm thần của Đài Sài Gòn Network. Tôi là Tom Hoàng với bác sĩ Elizabeth Thi Nguyễn, bác sĩ Teresa Bùi và bác sĩ Trần Văn Thọ. Đề tài ngày hôm nay là trầm cảm sau sinh. Trở lại với ba bác sĩ. Yeah. Nãy giờ mình nói về trầm cảm sau khi sinh, tức là một người đàn bà sau khi sinh con có thể thay đổi tính tình, có thể cọc, có thể buồn, có thể vui, có thể đủ thứ thay đổi tính tình của mình. Có bao giờ những cái thay đổi này nguy hiểm không? Yeah. Dạ vâng. Khi mà một người bị trầm cảm và bị depression, mặc dù là họ chưa có sinh con thì họ vẫn có thể có cái cơ hội là họ sẽ gây hại cho bản thân của họ hoặc là những người khác. Và những người mà, nhất là những người mẹ mà mới sanh đi, họ vẫn cũng có cái cơ hội là họ sẽ làm hại cho bản thân họ. Và bây giờ cộng thêm với một em bé sơ sinh nữa, họ cũng có thể có cái làm hại đến em bé đó được. Và cái đó là một trong những cái việc mà mình phải để ý tới. Tại vì có một cái mà nó gọi là postpartum psychosis, như là Teresa nhắc cái phần đầu, thì tiếng Việt Teresa tạm dịch là chứng loạn thần sau khi sanh. Thì cái trường hợp đó khá là hiếm, khi mà postpartum blues là cái cơn buồn thoáng qua sau khi sanh mà mình nhắc tới hồi đầu á, là khoảng chừng 70-80% người phụ nữ sau khi sanh sẽ có những cái triệu chứng đó. Rồi khi mà nó kéo dài qua 14 ngày thì mình gọi nó là postpartum depression, có nghĩa là trầm cảm sau khi sanh. Như bác sĩ Thọ nói phần đầu là khoảng chừng 20-25% người phụ nữ sẽ có những trường hợp đó. Nhưng mà tới postpartum psychosis là chứng loạn thần sau khi sanh thì chỉ có 0.1-0.2% người phụ nữ sẽ có những cái triệu chứng đó. Có nghĩa là 1-2 người trong 1.000 người có những cái triệu chứng đó. Nhưng mà khi mà họ có những cái triệu chứng đó, có nghĩa là cái tình trạng bệnh của họ cũng là khá nặng rồi, là họ sẽ bị suy yếu cái tinh thần, cái cảm xúc của họ suy yếu rất là nhanh. Tính tình không những là cộc cằn nhưng mà có thể là aggressive, có thể là violent. Cái sự suy nghĩ của họ bị lệch lạc đi, nó không có hợp lý, không có bình thường. Họ có thể cảm thấy paranoid, giống như là cảm thấy là mọi người đang muốn hãm hại họ. Thậm chí họ có thể có những cái ảo giác, như là mình lúc trước mình có nhắc tới về những người bị tâm thần phân liệt, là họ có thể nghe những cái âm thanh hoặc thấy những cái bóng hình mà những người khác không thấy. Hoặc là họ có những cái delusions, có nghĩa là họ có thể có một cái niềm tin, hoặc là họ có thể có một cái suy nghĩ mà nó không có thật. Và họ, cái tính tình họ không những chỉ buồn không thôi, nhưng mà có thể là lại quá là vui. Nó tương tự như là bipolar, tương tự như là cái bệnh lưỡng cực vậy. Nói chung là những cái triệu chứng nó rất là nặng. Và khi mà cái suy nghĩ của họ đã không có được bình thường thì mình cũng dễ hiểu thôi, nó có thể dễ dàng đưa tới hại cho bản thân mình và hại cho những người xung quanh, nhất là cái em bé sơ sinh đó. Hôm nay bác sĩ Thọ nói về những cách chữa là therapy và thuốc. Mời bác sĩ Thọ nói thêm thí dụ cái case của bác sĩ Elizabeth mới nói. Thường thường thì cho những uống thuốc loại gì và những cái thuốc đó có ảnh hưởng cho em bé không? Thí dụ có những người mẹ cho con uống bú sữa mẹ thì những người đó người ta rất là ngại, là không muốn uống thuốc trong người, sợ vô người của con mình luôn. Mời bác sĩ Thọ. Dạ vâng. Thường thường đó, mà lúc mà bị trầm cảm sau sinh thì là bị nặng postpartum psychosis, như bác sĩ Bùi nhắc tới, nó mà dùng thuốc thường thường có lộ là gọi là SSRI, như là bác sĩ Trần Văn Thọ nhắc tới Zoloft, Prozac, thì là Celexa, mấy loại thuốc nữa cũng thường thường là cũng có thể là cũng ảnh hưởng tới baby, cũng tăng mấy người mẹ mà đang bú sữa cho baby cũng chưa biết. Thường thường là bác sĩ và cần theo dõi thêm tùy theo triệu chứng cái nặng thuê nhau bao nhiêu, tức là weigh the benefit versus the risk ratio. Nên chỉ mà thường thường nó mà bị nặng và cần chữa chứ thuốc, tại vì không chữa dùng thuốc là ảnh hưởng tới tính mạng mình, ảnh hưởng tới baby lâu dài. Một trong những cái cách để mà trị liệu ngoài thuốc ra, nó gọi là ECT, là electroconvulsive therapy. Teresa không có biết tiếng Việt nó gọi là cái gì, nhưng mà đại khái là mình cho chạy một cái luồng điện vào trong não và mình làm cho người bệnh động kinh, like make them have a seizure, làm cho họ động kinh. Nhưng mà dĩ nhiên là có bác sĩ ở đó, và có bác sĩ gây mê, có bác sĩ tâm thần ở đó để mà trông nom cái người bệnh đó. Và mình dùng những cái trường hợp đó cho những cái trường hợp mà người bệnh đã uống thuốc rồi mà không có đỡ, hoặc là nếu như mà họ có những cái ý tưởng như họ muốn
tự tử hoặc là họ muốn làm hại người khác. Mình không có thể nào mình chờ cho người ta vài tuần để mà thuốc nó bắt đầu nó có hiệu quả được, mà mình cần phải có cái triệu chứng, mình cần phải có cái cách chữa trị liền thì mình có thể dùng cái đó. Và cái đó thì dĩ nhiên là không có truyền qua cái sữa mẹ cho em bé. Quý giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe tâm thần, đề tài ngày hôm nay là postpartum depression, là trầm cảm sau sinh. Và khi trở lại, Thom muốn hỏi ba bác sĩ đây, có bao giờ cái bệnh này nó nặng đến nỗi có người chết hay không? Cảm ơn quý giả và xin trở lại với ba bác sĩ và tôi trong giây lát.